kẻ chó bé dây bỉ của em sẽ chia sẻ với mọi người vì sao chó con, nhiều trường hợp mọi người tiêm phòng vaccine cho chó con rồi mà nó vẫn có thể mắc các cái bệnh gây chết ấy. Thì nó có khá là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là có thể do chất lượng vaccine, thì mọi người mua phải những loại vaccine nhái, nó không phải là vaccine chính thức, không phải vaccine chuẩn ấy, thì chất lượng nó không đủ tốt để tạo ra kháng thể cho con chó có thể chống lại bệnh. Thứ hai là do điều kiện bảo quản vaccine. Vaccine thì lúc nào cũng phải bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, không đông lạnh và tránh ánh sáng, thì trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản nó, vaccine nó không được đảm bảo đủ các cái điều kiện đấy thì nó có thể làm hỏng vaccine. Khi mọi người tiêm vaccine vào thì nó không còn đủ cái lượng kháng thể để tạo miễn dịch cho con chó để chống lại các bệnh đấy. Thứ hai là do sức khỏe con chó. Thì khi mà mọi người muốn tiêm phòng vaccine cho chó con ấy thì lúc nào cũng phải đảm bảo là chó từ 5 tuần tuổi trở lên. Như nhà em thì em hay tiêm phòng cho chó tầm từ 45 ngày. Tại vì là dưới 5 tuần tuổi thì nó còn có cái kháng thể miễn dịch từ sữa mẹ, sữa của con chó mẹ. Thì khi mà tiêm vaccine vào nó sẽ làm giảm rất là nhiều hiệu lực của vaccine, nên là nó không thể tạo được miễn dịch lâu dài cho con chó con. Sau 45 ngày tuổi thì mọi người bắt đầu tiêm phòng mũi 1, và cứ sau 21 ngày thì tiêm phòng mũi 2, và 21 ngày sau lại tiêm phòng mũi 3. Nói chung là khi mà con chó để tiêm vaccine ý, thì nó phải đủ điều kiện là chó ăn uống bình thường, khỏe mạnh, vận động nhanh nhẹn thì mọi người mới được tiêm vaccine. Vì khi mà con chó nó ốm yếu mà tiêm vaccine vào thì nó có thể như là gây thêm mệt mỏi cho con chó ấy. Vaccine thực chất nó là cái bản chất của nó là vi khuẩn để tạo miễn dịch cho con chó rồi, mà nếu mọi người tiêm vào khi con chó nó ốm ấy thì nó có thể dễ dàng mắc bệnh. Hệ miễn dịch nó đang kém thì là nó sẽ làm mất tác dụng của vaccine, bởi vì là những cái con virus đấy nó sẽ lúc kháng thể nó kém thì nó sẽ tấn công cơ thể. Thứ ba, nguyên nhân lớn thứ ba là có thể do kỹ thuật tiêm. Mọi người có thể tiêm không đúng hoặc là chia liều vaccine không đúng. Với mỗi một lọ vaccine người ta sản xuất ra chỉ dùng được cho một con. Nhiều người thì lại cứ kiểu chia một lọ cho hai con nhỏ ấy, thì như thế nó vẫn cũng không đủ để tạo miễn dịch cho con chó. Đúng rồi. Một lọ chỉ được một con thôi. Có người bảo là ví dụ con béc dê lúc nó tiêm nó được 6 cân thì tiêm một liều, xong là con chó phốc ấy. Con chó phốc mà nó được khoảng cùng 2 cân ngày tuổi đấy, nó chỉ được 2-3 lạng ấy, thì lại chia ra là 5-7. Một lọ vaccine lại chia làm 5-7 con tiêm, thế là không được mọi người nhá. Một lọ nó chỉ đúng một lượng một con thôi. Thứ hai là kỹ thuật tiêm của người tiêm nó không tốt ấy, thì có thể là tiêm thuốc ra ngoài hoặc là tiêm không đúng dưới da, có thể tạo nên các cái ổ áp xe hoặc là nhiễm trùng khi mà tiêm không đúng ấy, thì tiêm nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con chó. Cả mọi người tiêm xong phải day với cả xoa. Phải cho xoa nó... khi mà tiêm xong thì phải xoa để cho thuốc nó tan ấy, thì nó cho không có áp xe. Với lại thứ ba là có thể là do nó lưu thông máu ấy. Tiêm không đúng là cái gì đấy nhỉ? Tiêm của Mỹ. Tiêm thuốc nó ra ngoài. Bệnh viện đi người ta bảo hành sau khi tiêm. Đúng rồi. Với lại mọi người khi là tiêm thì nhiều người cứ có cái thói quen là cầm cái bông cồn sát trùng ấy tiêm xong cái là dí luôn vào để cho nó khỏi chảy máu ấy. Nhưng mà thực chất như thế thì cái cồn sát trùng nó vốn là cái chất sát trùng có thể giết chết vi khuẩn ấy. Mọi người dí như thế thì cái lượng cồn nó sẽ đi theo cái lỗ tiêm vào trong cái chỗ mình vừa tiêm vaccine, nên nó có thể làm giảm đi hiệu lực của vaccine. Cái vaccine bản chất của nó chính là cái vi khuẩn làm yếu đi mà, để tạo miễn dịch cho con chó, thì nếu cồn vào thế thì nó có thể làm yếu đi hiệu lực của vaccine. Chó ở bên em thì mọi người cứ yên tâm là bọn em luôn luôn cho tiêm okay. Vaccine được nhập từ bệnh viện thú y, đảm bảo okay. Nguồn gốc chất lượng. Và khi mà tiêm thì bọn em cũng phải tìm những bác sĩ thú y có tay nghề để tiêm nó đúng kỹ thuật đấy. Bên kia người ta bảo hành luôn cho mình sau khi tiêm. Khi ở bệnh viện thú y thì người ta cũng có bảo hành chất lượng vaccine cho bọn em sau khi tiêm, nên là cũng khá là yên tâm về chất lượng ạ. Với lại khi mà tiêm thì luôn tìm bác sĩ thú y để tiêm, nhờ họ tiêm luôn cho thì nó sẽ đảm bảo về kỹ thuật tiêm ấy, không sợ là thuốc nó bị pha sai hoặc là tiêm không đúng kỹ thuật thuốc nó ra ngoài ấy. Nghịch quá. Okay. Đây là đàn đen đu rông bên của nhà em ạ. Mấy bạn này được 2 tháng, tầm 2 tháng 20 ngày rồi, tầm chục cân rồi. Rất là đây là màu đu rồng. Màu đen đu rồng. Là màu đen đen hết và nó có hai cái vạch trắng ở hai cái chân trước như bạn này. Màu đu rồng rất là chuẩn. Những cái bạn mà tai bạn ấy chưa lên như thế này thì sau này tai bạn ấy rất là kê, vì cái phần cuống tai của bạn ấy dày hơn những con khác một chút ấy. Nên là nó lên muộn hơn. Còn bên em thì luôn luôn đảm bảo hành thuần chủng và bảo hành lên tai cho các anh ạ. Thì các anh có bất kỳ tư vấn hay thắc mắc gì thì có thể để lại comment bên dưới video, hoặc là có bất cứ chia sẻ gì thì hãy
comment phía bên dưới để em cũng như là các anh khác có thể học tập giao lưu ạ. Em cảm ơn mọi người.